quấy rối trong thang máy, trên xe buýt, trên mạng. Và mới đây nhất là vụ việc quấy rối trên máy bay. Những hành vi sờ soạng, đụng chạm, xâm phạm cơ thể người khác tại nơi công cộng gần đây xuất hiện ngày càng nhiều, bị cộng đồng xã hội lên án gay gắt. Theo luật sư Lê Ngọc Luân, tất cả các hành vi trên đều là hành vi quấy rối tình dục và bị pháp luật xử lý. Những cái hành vi mà luật pháp quy định là có hành vi quấy rối tình dục thì đó là những cái hành vi có những cái cử chỉ, có những cái động thái, có những cái việc mà kích thích nhằm xúc phạm nhân phẩm, hoặc là sờ mó, hoặc là sử dụng những cái hành vi mà khiến cho cái người đối phương cảm thấy bị quấy rối về mặt thể xác, về mặt tình dục, thì trong những cái trường hợp đó là xem như là có hành vi quấy rối về tình dục. Cái việc pháp luật quy định xử lý về hành vi quấy rối tình dục không phụ thuộc vào cái cảm giác của nạn nhân, mà người ta thực hiện các cái chế tài đối với cái người có thực hiện hành vi quấy rối tình dục. Sờ mó vào các cái bộ phận nhạy cảm của con người, ví dụ như tai, mặt, mũi, ngực, mông, đùi, chân tay, bởi vì là luật pháp quy định rằng là thân thể của người khác là bất khả xâm phạm. Do đó, ví dụ một cái người nào thực hiện cái hành vi sờ mó cố ý để thỏa mãn cái việc là tính dục trong cái người của mình, thứ hai nữa nhằm để xúc phạm danh dự nhân phẩm của cái người đối tượng đối diện, hoặc là những cái người mà cái đối tượng mà bị xâm phạm, thì những hành vi đó được xem như là hành vi quấy rối tình dục. Tuy nhiên, một số trường hợp quấy rối tình dục thời gian gần đây chỉ bị xử phạt hành chính từ 200 đến 300 ngàn, khiến dư luận cho rằng còn yếu và chưa đủ sức răn đe. Với kinh nghiệm của tôi, quan điểm cá nhân của tôi thì hiện tại bây giờ luật pháp đang còn thiếu và yếu, cái chế tài nó không đủ sức răn đe. Như chúng ta thấy đây là một cái ví dụ như một cái câu chuyện đã từng xảy ra, cái hành vi quấy rối cưỡng hôn một cô gái trong thang máy mà cái mức chế tài chỉ từ 100 đến 300 ngàn, thì cái đó không khác gì là kích thích hay khuyến khích cái người khác thực hiện cái hành vi đó. Pháp luật ở đây đang còn thiếu về cái việc đó, thì ở đây cần, theo quan điểm của tôi, đối với những cái trường hợp như thế mà chứng minh được hành vi cố ý trực tiếp và để lại cho nạn nhân một cái hậu quả gây ra nghiêm trọng, thì có thể xem xét để sửa đổi luật và phải xử lý về mặt hình sự, thì may ra mới hạn chế được cái vấn đề đó. Và phải định nghĩa đầy đủ rõ ràng như thế nào là hành vi quấy rối tình dục. Trở lại vụ việc mới đây nhất, khách thương gia Vũ Anh Cường bị tố sàm sỡ nữ hành khách trẻ và nữ tiếp viên trưởng trên chuyến bay của Vietnam Airlines vào chiều 26 tháng 7. Theo đó, một nữ hành khách cho biết ông Vũ Anh Cường sờ vào vai rồi lần dần xuống phía sườn. Còn nữ tiếp viên trưởng của chuyến bay VN235 khẳng định, thậm chí còn sờ cả vào tôi. Theo luật sư Luân, trường hợp này có thể căn cứ Nghị định 162 năm 2018 để xử phạt hành vi này từ 7 đến 10 triệu đồng. Đối với cái chế tài mà xử lý liên quan đến hàng không đấy, nó có một cái quy định là Nghị định 162 năm 2018. Thì những cái hành vi, tôi đặt giả thiết cái người đàn ông đó có cái hành vi sàm sỡ quấy rối tình dục phụ nữ, thì cái mức chế tài xử phạt là từ 7 đến 10 triệu đồng. Nó khác với cái câu chuyện một cái người hành vi thực hiện hành vi sàm sỡ quấy rối tình dục ở nơi công cộng, không phải trên máy bay, không phải liên quan đến lĩnh vực hàng không, thì cái mức chỉ là 300.000. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu một điều là cho dù từ 7 đến 10 triệu đồng quấy rối trên máy bay thì cái mức chế tài đó cũng rất nhẹ. Do đó luật pháp cần phải có một chế tài nặng hơn. Ví dụ như đối với những cái trường hợp mà quấy rối tình dục ở hàng không, trên máy bay, nó ở đây nó đe dọa đến an ninh bay và nó cần phải đảm bảo, thì ở đây có thể xem xét đến cấm bay một thời gian và có thể đến cấm bay vĩnh viễn, thì may ra một cái sức răn đe mới hạn chế được những trường hợp tương tự. Hiện tại, luật pháp quy định quấy rối tình dục không xử lý về mặt hình sự. Chỉ có những trường hợp với những người đủ 18 tuổi có hành vi sờ mó, quấy rối tình dục với người dưới 16 tuổi thì luật pháp có quy định xử lý về tội phạm hình sự là dâm ô đối với những người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, nếu người đó đủ 16 tuổi và người thực hiện hành vi đã thành niên, có những hành vi sàm sỡ thì chế tài chỉ xử phạt về mặt hành chính. Việc chế tài chưa đủ sức răn đe khiến các hành vi sàm sỡ, quấy rối nơi công cộng đang diễn ra ngày càng đáng báo động.